Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái vấn đề tiết kiệm tiền các bạn nhé. Trước đây mình có làm những video chia sẻ về cách tiết kiệm tiền đấy. Cách tiết kiệm tiền thì có những khán giả theo dõi kênh của mình đã bắt đầu áp dụng thử xem có làm được hay không. Thì gần đây mình có thấy một số cái phản hồi rất là tích cực khi mà làm theo cái cách tiết kiệm của mình. Không rõ, chưa rõ là bạn ý đã để ra được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên thì về cơ bản thì mình thấy rằng là bạn ý đã loại bỏ được những cái mà tiêu lặt vặt tưởng chừng như là rất là ít tiền. Tuy nhiên gom vào lâu dài khoảng 1 năm này, 5 năm này, 10 năm thì cái số tiền mà tiêu vặt đó nó rất rất là nhiều nha. Chúng ta có thể chủ quan cho rằng là ồ, một vài chục nghìn tiền hút thuốc lá, tiền uống cà phê, tiền uống trà đá, nó đáng cái gì đâu, đúng không? Sống phải hưởng thụ chứ, phải chi tiêu phải hưởng thụ chứ. Tuy nhiên thì không có mấy ai để ý được rằng là cái số tiền đó gom vào một năm nó khá là nhiều nha. Mình nói đơn giản thôi các bạn, chi tiêu tiêu vặt trong một ngày đi, lằng nhằng nó cũng phải hết tầm 50. Nếu mà cứ đi trà đá này rồi mua đồ ăn vặt rồi linh tinh, một ngày lằng nhằng phải 50 đấy, trà sữa trà sủng đấy, đúng không? Một ngày mỗi chúng ta phải tiêu tầm 50, nói đơn giản. Thì đều đặn ấy, suốt một tháng thì nó phải hết tầm 1,5 triệu đó, 1,5 triệu vào một năm, thì nó ra phải tầm gần 20 triệu, thì mình cứ nó cho là khoảng 20 triệu đây đấy, các bạn thấy không, chỉ có tiêu vặt thôi nhá, tiêu vặt ăn uống, tiêu ăn tiêu quả vặt thôi, chưa nói đến những cái chi phí khác nữa, mua sắm rồi điện thoại, tivi, máy tính, nói chung là nhiều chi phí, nhưng mà đây mình đang nói tiêu vặt thôi. Đấy, không nghĩa ít đâu các bạn ơi. Tiêu vặt thôi, các bạn nhìn đơn giản thế thôi, nhưng mà tiêu cứ gom gom một năm nhiều lắm. 20 triệu nhá là một số tiền không phải nhỏ. Đối với chúng ta, mức thu nhập bình quân của Việt Nam bây giờ chắc chỉ khoảng 8 triệu thôi. Thế cho nên là 20 triệu nó bằng cả mấy tháng lương. Theo các bạn là mấy tháng lương? 20 triệu chúng ta cứ tưởng rằng là chỉ khoảng hơn 2 tháng lương của mức lương 8 triệu thôi, đúng không? Tuy nhiên mình nói với các bạn nó bằng cả một nửa năm các bạn đi làm đấy, các bạn có tin không? Bởi vì các bạn lĩnh đâu phải là được 8 triệu tiết kiệm bút vào con lợn đâu. 8 triệu các bạn phải mất lằng nhằng là cũng phải tầm 5 triệu cho cái việc là chi tiêu sinh hoạt rồi đi chơi đi bời linh tinh đấy, còn lại còn là tiết kiệm đấy nhá. Còn ai mà không tiết kiệm thì 8 triệu đó có khi là còn bay sạch, cũng như là có khi còn phải vay thêm. Thế cho nên trung bình mình cứ lấy cái mốc là 3 triệu một tháng để dành ra của mức lương 8 triệu, thì 3 x 6 18 đấy thì bằng cả là 6 tháng rồi các bạn mới tích được khoảng 20 triệu đó, các bạn thấy không, 6 tháng các bạn mới tích được cái số tiền 20 triệu là cái chi phí mà các bạn ăn quả vặt đấy. Quả vặt các bạn đã mất 6 tháng lương, 6 tháng đi làm vất vả để mà chi tiêu chỉ vào cái quả vặt đấy, các bạn thấy cái giá trị của cái việc là chi tiêu những cái thứ lặt vặt đó chưa, nó chi phí nó tốn kém như thế nào chưa. Đây là mình mới chỉ nói đến tiêu vặt thôi nhá, chứ còn các bạn mua nhằng cái điện thoại cũng phải 5 đến 10 triệu, nâng cấp cái máy tính của các bạn lên cũng phải 5 đến 10 triệu, mua sắm quần áo giày dép trang sức lằng nhằng trong một năm cũng phải mất đến 5 đến 10 triệu. Vậy thì các bạn đi làm cả một năm chả có để ra được đồng nào với cái mức lương.
tầm 8 triệu đó. Mức lương 8 triệu là mức lương mà mình cho rằng nó là cơ bản của những người lao động phổ thông. Còn những người mà có trình độ cao hơn một chút thì mức lương khoảng hơn chục triệu. Thì họ lương cao, họ lại chi tiêu thoải mái hơn, đúng không? Họ chi tiêu thoải mái hơn và rồi họ để ra cũng chẳng có được nhiều hơn những cái người mà lương thấp đâu. Vậy nên mình cho rằng cái việc cắt giảm, cắt bỏ đi, loại bỏ đi những cái thứ tiêu vặt kia nó khá là quan trọng trong cái vấn đề để các bạn có thể tiết kiệm. Và bản thân mình đây, cả một năm rồi gần như không có mất đồng nào về chi phí thuốc lá này, rượu bia này, trà đá này, cả trà sữa này, mình cắt sạch sành sanh. Đấy, và một năm tự dưng là mình để ra được 20 triệu. 20 triệu không nhỏ đâu, 20 triệu gửi vào tài khoản ngân hàng. Đấy, sau một năm nó ra tấm ra món đấy các bạn ạ. Đấy, không những mình không chi tiêu những thứ quà vặt tiêu vặt đó mà mình còn cắt giảm được những cái chi phí khác. Ví dụ như là thuê trọ, mình cũng trọ cái chỗ mà nó rẻ thôi để mình để ra được nhiều tiền nhất có thể. Rồi thì ăn uống thì chỉ có ăn ở công ty và tối về nấu cơm thôi, không ăn ngoài, hạn chế ăn ngoài. Đó, và mình cũng để ra được rất là nhiều tiền. Thay vì một năm mình mất khoảng 4 triệu, à một tháng mình mất khoảng 3 đến 4 triệu cho những cái chi phí tiền ăn uống này, trọ này, thì trung bình nếu mình mất khoảng 3 triệu hoặc hơn 3 triệu cho tất cả những chi phí trọ ăn uống. Còn nếu mà chi tiêu mà nó sông xanh hơn một chút thì sẽ hết khoảng 5 đến 6 triệu. Đó, và mỗi tháng đấy mình đã tiết kiệm được thêm khoảng, cứ cho là 2 triệu đi, so với những cái mức mà chi tiêu bình thường của người khác. Một năm mình lại để ra được khoảng hơn 20 triệu tiền tiết kiệm chi phí sinh hoạt cố định so với người khác. Những cái chi phí này là chi phí cố định, chúng ta không thể nào không chi ra. Những chi phí cố định là những chi phí mà như là điện nước, sinh hoạt, ăn uống, xăng xe. Đó là những chi phí mà chúng ta không thể không chi được. Nhưng các bạn đừng có nghĩ là không thể tiết kiệm được từ những cái chi phí đó. Chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm được nha. Và đây, về cơ bản là chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 40 triệu so với những người khác. Đấy, trong một năm, 40 triệu là một cái mức tiền mà các bạn cho rằng chỉ là 4 tháng lương của cái người lương 10 triệu thôi, đúng không? Tuy nhiên, mình nói với các bạn, 40 triệu nó là cả một năm các bạn đi làm đấy. Lương 10 triệu thì nếu mà chi tiêu mà gọi là không dè sẻn ấy, thì một tháng này tối thiểu phải mất tầm 6 triệu thì để ra được 4 triệu thôi. Thì một năm các bạn chỉ để ra được khoảng 40-50 triệu thôi. Đó, lương 10 triệu. Đây là còn chi tiêu mình thấy còn tiết kiệm ấy nhé. Chứ còn nếu mà sông xanh mà gọi là chơi bời thoải mái một tí, 10 triệu không đủ đâu. Tuy nhiên đối với mình thì 10 triệu mình vẫn để ra được mỗi tháng 7 triệu. Với mình rất bình thường. Cái nhu cầu chi tiêu của mình nó không có nhiều. Và cái việc để ra được tiền, dồn tiền nó nhanh lên, nó chính là cái động lực để mình đi làm được hăng say hơn. Và mình thấy được cái thành quả của mình sau hàng tháng, hàng tuần, hàng năm, nó hiển hiện ra trước mắt. Thế là mình vui. Đó chính là cái niềm vui của mình. Vậy nên với cái việc mà chi tiêu tiết kiệm thì mình có thể để ra được gấp đôi số tiền mà người khác có mức lương như mình làm trong vòng một năm. Đó. Thì các bạn thấy được rằng là người ta làm 5 năm cũng chỉ bằng mình đi làm khoảng 2 năm, hơn 2 năm thôi. Tức là mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để dồn tiền.
đây là chỉ nói về riêng khoản tiết kiệm thôi nhá, chứ còn chưa nói về những việc là các bạn có phấn đấu hay không, phấn đấu để mà tăng lương, tăng thu nhập hàng tháng lên, thì cái số tiền nó lại còn tăng tiến kinh khủng hơn rất là nhiều. Các bạn gửi ngân hàng thì được ăn thêm cái lãi suất kép nữa. Lãi suất kép là một cái lãi suất rất là tuyệt vời nếu các bạn gửi lâu năm, gửi dồn lên lâu năm, tầm 3 đến 5 năm thì lãi suất kép nó phát huy tác dụng khá là tốt. Còn 10 năm thì lãi suất kép nó rất là tuyệt vời, nó sẽ gây cho các bạn những cái cú sốc, những cái điều bất ngờ tuyệt cực kỳ lớn đối với cái lãi suất kép. Năm đầu tiên chúng mình chỉ có hơn được những người khác là ở cái khoản là tiết kiệm chi tiêu thôi, nhưng mà cái việc tiết kiệm chi tiêu nó để cho mình được đến tận 40-50 triệu. Đấy, chỉ có cắt giảm chi tiêu, bỏ những cái thứ tiêu vặt không cần thiết đi và cắt giảm bớt những cái chi tiêu thừa thai đi, mình đã tiết kiệm được 40-50 triệu rồi. 40-50 triệu nó ra tấm ra món đấy nha. Đấy, các bạn đừng coi thường cái số 40-50 triệu đó, nó ra tấm ra món đấy. Nhiều người mà khó khăn xoay được 40-50 triệu không phải đơn giản đâu, nhưng mà mình nhờ vào tiết kiệm mình đã dành dụm ra được rồi số tiền đó, và mình cảm thấy là trong 3 năm vừa qua mình rất hài lòng với cái việc là chi tiêu tiết kiệm như vậy. Đấy, thế là trung bình mỗi năm là để ra được khoảng 40 triệu tiền tiết kiệm. À vậy thì 10 năm số tiền đó ra là bao nhiêu hả các bạn? 10 năm các bạn tưởng là 400 triệu thôi đúng không? Nhưng không. Đấy, 10 năm gửi lãi suất kép, gửi ngân hàng, đấy, lãi suất kép nó dồn lên khá là nhiều nhé, không phải 400 đâu. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho cái việc tiết kiệm tiền thôi. Đó, mình chỉ ra cơ bản cho các bạn thấy được cái việc tiết kiệm nó quan trọng như thế nào. Và về cơ bản là các bạn hãy luôn ghi nhớ, đừng có coi thường những cái số tiền mà tiêu lặt vặt, và đừng coi thường cái việc là tiết kiệm chi tiêu những cái món tiền nó nhỏ. Tích tiểu thành đại mà, gom gió nó lại thành bão. Các bạn cứ coi thường, cứ coi thường cái việc tiết kiệm những cái đồng tiền lẻ. Tuy nhiên thì lại một năm mình gom vào cũng ra mấy chục triệu, ra tấm ra món. Mấy chục triệu nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Chúng ta có thể dùng để mua điện thoại, xe máy, để theo như sở thích của chúng ta, chỉ bằng cái số tiền là tiết kiệm tiền tiêu vặt thôi. Thế thì nó rất là tuyệt vời chứ các bạn, tại sao lại không, đúng không? Tại sao chúng ta lại không lựa chọn tiết kiệm như vậy? Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình có thể giúp đỡ cho những bạn nào mà đang loay hoay không biết làm thế nào để dành dụm ra được những cái món tiền nhất định. Và các bạn cứ thử làm theo mình, theo những cái chia sẻ của mình, và một thời gian sau hãy quay trở lại đây để cảm nhận xem những điều mình nói có đúng hay không. Mình đã giúp được một vài người rồi, và hy vọng là có thêm nhiều người nữa ngày càng dành dụm ra được những cái món tiền lớn hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.